Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm vn phần mềm phi lợi nhuận phần mềm này hỗ trợ các bạn học kiến thức nền câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi vấn đáp các bạn tham gia hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí phần mềm hình thức trắc nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm à, để các bạn có kiến thức nền à, là cơ sở để các bạn à, tham gia hội thi. À, các bạn sau khi các bạn học tốt kiến thức nền rồi các bạn có thể tải cái file trên phần mềm của thầy gồm có cái file à, lời giải 300 câu hỏi tình huống của hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế lần thứ nhất năm 2024 đợt 1. Và các bạn tải cái file 315 câu hỏi khó à, tình huống được chọn lọc từ 500 câu hỏi của hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế lần thứ nhất đợt 1 năm 2024. À, đặc biệt hôm nay tôi minh họa với các bạn cái phương pháp học câu hỏi à, tư duy giải nhanh câu hỏi tình huống của hội thi thì các bạn biết rằng là à, khi hội thi diễn ra à, một phút một câu à, trong cái tình huống như vậy à, mà câu hỏi nội dung có những câu rất dài tình huống rất dài thì các bạn phải phản ứng nhanh như thế nào đó để tầm à, dưới một phút trở lại là các bạn giải quyết được câu hỏi À, thì các bạn tham gia hội thi thì khi các bạn tham gia hội thi các bạn học kiến thức nền trên phần mềm của thầy các bạn rất vững kiến thức nền rồi các bạn lại à, được à, tham khảo các cái câu hỏi đã có lời giải để các bạn à, à, làm quen à, như vậy là các bạn à, sau khi hội thi kết thúc các bạn sẽ à, công tác tốt hơn Đó, giới thiệu với các bạn như vậy à, như vậy là à, phần thứ nhất tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm thông qua mà giới thiệu với các bạn là các bạn học kiến thức nền về luật khám chữa bệnh năm 2024 thì như vậy các bạn phải vào Google các bạn tải cái luật à, khám chữa bệnh năm 2023 à, năm 2023 à, đây là luật khám chữa bệnh mới nhất được ban hành ngày 9 tháng 1 năm 2023 sau đó các bạn lưu cái file này dưới dạng file văn bản ở trên máy tính của các bạn. Mỗi khi học các bạn mở cái file này lên. Thì chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm, à, vừa đọc tài liệu thì nó chia lớp mất màn hình rồi. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt điều khiển cửa sổ, nó dấu trừ, nhấn nốt trái, nó thu nhỏ. Các bạn muốn mở lên thì các bạn lại chỉ vào biểu tượng thu nhỏ, nhấn nốt trái thì nó mở lên. Đối với Windows nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn, MacBook nằm bên tay trái sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn rồi các bạn gõ vào cái cái dòng địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm viên vì sao là phải thêm cái cụm từ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo vì bây giờ trình duyệt nó bảo mật rất cao rồi à, trên máy tính của các bạn thì trình duyệt nó có hai giao thức giao thức http và giao thức https thì phần mềm của thầy sử dụng giao thức http sau đó các bạn gọi đúng tên phần mềm, đúng tên giao thức, gọi lần đầu tiên là một phát ăn ngay. Thì ấn Enter thì xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu các bạn không thấy cái giao diện đúng như trên màn hình các bạn nhìn thấy là các bạn đã gọi nhầm tên phần mềm hình thức trách nhiệm.vn hoặc là gọi sai giao thức. Như vậy các bạn phải thao tác lại. Nếu thao tác lại vẫn không được thì, thì xử lý như thế nào? Thì trình duyệt trên máy tính của các bạn nó đã lưu sai cái địa chỉ rồi à, Thì các bạn phải xử lý như sau Các bạn xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn à, Sau đó các bạn shut down Windows, tắt nguồn điện máy tính Các bạn thao tác lại là được Và xin cung cấp thêm thông tin cho các bạn là các bạn không đăng nhập trên máy tính kết nối nội bộ mạng của cơ quan được Các bạn phải học trên máy tính cá nhân của các bạn vì máy tính kết nối nội bộ nó chỉ cho phép đăng nhập các phần mềm của cơ quan bạn thôi à, Không cho phép đăng nhập các phần mềm khác Các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới Đến cái mục số 6 à, Thì các bạn dừng lại vòng 2 à, Viết vấn đáp phỏng vấn trách nghiệm ôn dự tuyển viên chức y tế Ôn thi tay nghề hội thi thầy thuốc giỏi Chuyên môn vững bảo hiểm y tế Thì các bạn để con trỏ tại cái mục các bạn cần Nhấn nó trái một lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao để bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó xung đột với các bạn à, các bạn không đăng nhập được à, vào phần mềm thì các bạn thấy nó có rất nhiều tài liệu à, nhưng các bạn hãy bình tĩnh các bạn chỉ chọn các tài liệu để các bạn ôn tập để vượt qua à, kỳ thi rồi à, các bạn có thời gian các bạn học để các bạn có thêm kiến thức à, khi à, kết thúc hội thi các bạn về công tác tốt hơn À, các bạn có chuyên môn rất vững thì thầy đánh giá rất cao các bạn à, sinh viên trường y là có một truyền thống học phổ thông rất giỏi thì các bạn mới trúng tuyển đại học trường y được rồi các bạn vào trường y các bạn học cũng rất giỏi các bạn mới tốt nghiệp được à, ra trường công tác các bạn làm rất tốt vì sao vì các bạn đã có một cái năng lực tư duy rất tốt được rèn luyện từ phổ thông à, vì vậy các bạn đã có vốn sẵn về cái năng lực tư duy rồi thì các bạn hãy áp dụng cái năng lực tư duy của đó của bạn à, vào học câu hỏi trắc nghiệm cho các cái tài liệu à, luật thông tư nghị định liên quan đến ngành y tế thì các bạn nắm rất tốt đó các bạn áp dụng ngay học theo phương pháp tư duy hiểu nội dung à, Chứ còn không thể học thuộc được các bạn nên nhớ là các bạn không học thuộc được à, vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi các bạn tham gia hội thi câu hỏi tình huống nó cũng phơi bày hết lên màn hình rồi các bạn chỉ có rèn cái năng lực tư duy là các bạn giải quyết được. À, giới thiệu với các bạn như vậy và kỳ thi phải phân loại được học viên, à, thà, hội thi cũng phải phân loại. vì thế các bạn muốn à, đạt được cái mức mà mình mong muốn thì mình phải học các câu hỏi mang tính chất phân loại học viên, rồi câu hỏi phản ứng nhanh, rồi câu hỏi nhận biết, câu hỏi thông hiểu. Đó, các bạn nắm kiến thức nền thật tốt, thật vững. kiến thức nền chính là cái cơ sở để các bạn tư duy giải quyết các câu hỏi của hội thi. À, chứ còn các bạn chỉ học mỗi mình cái đề cương à, các cái câu hỏi của hội thi đưa ra thì nó chưa có cơ sở cơ sở nó cũng các bạn cũng giải quyết được nhưng mà <laughs> nó chưa bài bản lắm nó phải bài bản nó chuyên môn nó 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 phải bài bản chính là từ kiến thức này từ kiến từ kiến thức này à, cung cấp thêm thông tin cho các bạn như vậy thì kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy rằng bạn sinh viên nào mà học hiểu nội dung à, có năng lực tư duy thì thi qua môn rất tốt và kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn làm đạt điểm rất cao. Rồi các bạn ra trường các bạn công tác cũng rất tốt. Đối với ngành y các bạn có một năng lực tư duy khá tuyệt vời. Đó thì thầy cung cấp thêm thông tin cho các bạn nắm để các bạn hình dung. Thì như vậy để mình làm tốt được cái hội thi thì mình tham gia hội thi thì ngoài cái cái tính chất phong trào, chúng ta còn hiểu được các cái kiến thức về các cái luật, thông tư, nghị định của nhà nước của chính phủ để chúng ta áp dụng vào công tác chuyên môn của mình rất tốt đó các bạn nên biết nhất là các bạn này à, có một hướng phấn đấu nên trở thành à, 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 viên chức quản lý thì các bạn à, cần phải nắm tốt các tài liệu này đó, giới thiệu cung cấp thêm thông tin cho các bạn và khi các bạn kết thúc hội thi các bạn về công tác các bạn cũng vững lắm đó à, như vậy là các bạn à, vào đây các bạn thấy này à, các bạn muốn tải các cái file à, các các cái file này thì à, đã có lời giải là các bạn tải miễn phí trên phần mềm của thầy thôi À, như vậy các bạn ôn kiến thức nền thì ôn những cái gì? Thì các bạn ôn kiến thức nền thì tối thiểu các bạn à, phải học được luật khám chữa bệnh và nghị định 96 thông tư 32 hướng dẫn một số điều của luật khám chữa bệnh năm 2023. À, tối thiểu các bạn phải nắm tốt được ba cái tài liệu này. Về mặt luật, để thông tư nghị định liên quan đến à, luật khám chữa bệnh. Rồi các bạn mục 2 này các bạn phải học tốt cái câu hỏi trắc nghiệm luật bảo hiểm y tế các nghị định thông tư liên quan đến luật bảo hiểm y tế như vậy đây là kiến thức nền các bạn có kiến thức nền vững thì tham gia hội thi các bạn rất tự tin đó. sau đó các bạn sẽ tải miễn phí cho thầy à, là lời giải tham khảo 300 câu hỏi của đề cương hội thi thầy thuốc giỏi chuyên môn vững bảo hiểm y tế lần thứ nhất à, thi đợt 1. rồi các bạn tải À, cái file 315 câu hỏi gồm có 100 câu, 97 câu, 118 câu. Thầy lọc ra ba à, cái file này à, được chọn lọc từ 5 trong câu hỏi tình huống của hội thi à, lần thứ nhất à, năm 2024 để các bạn tham khảo. À, các bạn sau khi kiến thức nền vững rồi thì các bạn tham khảo các file này rất tốt và hiệu quả. Các bạn muốn tải thì các bạn chỉ cần chỉ mũi tên chuột vào cái file các bạn cần tải các bạn nhấn nút trái là nó tự động tải về máy tính cho các bạn thôi vì đây là file dưới dạng file út à, bây giờ tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi kiến thức nền trên phần mềm thì các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới để các bạn tìm các cái tài liệu về để các bạn ôn tập thí dụ như các bạn sẽ học luật khám chữa bệnh năm 2023 à, mục này mục à, mục 55.1 55.2 55.3 rồi đến các bạn tìm đến 60.1 luật bảo hiểm y tế và các thông tư liên quan đến luật bảo hiểm y tế à, Rồi nghị định 146 hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế à, Vân vân, à, các bạn cứ lần lượt các bạn đọc à, Ở trên phần mềm các bạn sẽ học từng tài liệu một Thí dụ như các bạn học luật khám chữa bệnh năm 2023 thì các bạn làm thế nào? Các bạn để mũi tên chuột tại cái dòng đó, các bạn nhấn nút trái một lần sau đó các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới các bạn thấy thực hiện đề thi nhấn nút trái rồi các bạn thấy chữ start các bạn nhấn nút trái vào start thì học lần đầu tiên các bạn phải nạp dữ liệu vào box các bạn các bạn chưa cần phải làm bài lần sau các bạn có thể tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình các bạn muốn à, tự kiểm tra đánh giá thì các bạn được chọn phương án a trong bốn phương án thì được chọn một phương án phương án đúng nhất các bạn chọn a đúng b đúng thì b đúng hơn a thì phải chọn b cái bốn lựa chọn là như vậy mà À, các bạn muốn nộp bài sớm thì các bạn nhìn chắc tay trái màn hình có chữ finish đây này finish là hoàn thành nhấn nút trái và finish à, xem như mình đã hoàn thành à, học lần đầu tiên thì các bạn nạp dữ liệu báo các bạn các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới các bạn thấy nộp bài kết thúc thì các bạn nhấn vào nộp bài kết thúc sau đó các bạn đọc nội dung câu hỏi soi thật kỹ nội dung từng phương án các bạn soi thật kỹ à, chứ không thể là học lướt được học lướt là dễ dễ rớt lắm đó xin giới thiệu với các bạn mà nạp dữ liệu bóp các bạn thì phương pháp học vẫn phải sôi kỹ à, nội dung à, câu hỏi nội dung phương án thí dụ như các bạn đọc nội dung câu hỏi này hội đồng chuyên môn xác định người hành nghề có sai xuất chuyên môn kỹ thuật ngoại trừ thì đến đây đối với cái tư duy của các bạn đối với ngành y các bạn tư duy rất tốt điều này có nghĩa là gì là chúng ta phải tìm ra ba phương án có nội dung đúng một phương án có nội dung sai cái phương án có nội dung sai chính là phương án ngoại trừ. Đó, à, giới thiệu với các bạn về mặt logic ngoại trừ. Ba cái đúng đi, một cái sai thì cái sai đó gọi là ngoại trừ. Để giải quyết câu hỏi này, các bạn căn cứ vào điều 100 Luật khám chữa bệnh năm 2023 thì các bạn mở cái file lên. Để học lần đầu này các bạn nạp dữ liệu này, nhấn nút trái các bạn mở cái file mà các bạn đã lưu vào máy tính của các bạn này. Các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới thì các bạn tìm đến à, điều 100 đó, là sai sót chuyên môn kỹ thuật thì đối với luật cũ thì nó nằm trong điều 73 74 75 thì luật mới là nó chuyển sang điều 100 à, là cái luật 2023 là điều 100 xác còn luật cũ là điều 73 à, điều 100 là xác định người hành nghề có sai suất chuyên môn kỹ thuật thì các bạn sẽ đọc khoản 1 là người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn kỹ thuật tại điều 101 của luật này, tức là hội đồng chuyên môn xác định có ít nhất một trong các hành vi sau đây. Chúng ta chú ý cái chữ ít nhất đó. Thì có hai hành vi, hành vi A tại điểm A và hành vi tại điểm B thì vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc điều trị người bệnh. À, điểm b vi phạm các quy định về chuyên môn kỹ thuật như vậy có chữ ít nhất ở đây các bạn sẽ hiểu là a hoặc b à, thì các bạn thấy là à, nếu như à, vi phạm điểm a mà không vi phạm điểm b thì vẫn là thuộc vào sai sót chuyên môn kỹ thuật vi phạm điểm b mà không vi phạm điểm a cũng là sai sót chuyên môn kỹ thuật À, trường hợp thứ ba là vi phạm cả a và b đó như vậy là nó thuộc vào cái chữ a hoặc b tức là à, có cái này vi phạm cái này thì thôi vi phạm cái kia à, vi phạm cái kia thì thôi vi phạm cái này à, trường hợp thứ ba là vi phạm cả hai à, cả cái này vi phạm cả cái này vi phạm cả cái kia đó các bạn chú ý như vậy điểm 2. người hành nghề không có sai chuyết chuyên môn kỹ thuật khi hội đồng chuyên môn quy định À, xác định thuộc một trong các trường hợp sau đây. Như vậy đối với điểm 2 thì để không à, sai sót trong chuyên môn kỹ thuật. Nếu trường hợp à, trong quá trình khám bệnh chữa bệnh người hành nghề đã thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc người bệnh và chú ý cái chữ và nhé, đó, chăm sóc người bệnh và à, phải làm đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật nhưng vẫn xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh đó chúng ta phải để ý có cái chữ và à, chứ còn à, thực hiện à, đúng trách nhiệm à, chăm sóc người bệnh rồi nhưng lại vẫn vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật thì đương nhiên là cái điều này không thỏa mãn chúng ta chú ý cái chữ và tức là nó phải đồng thời xảy ra à, thỏa mãn cả hai thỏa mãn cái thứ nhất là bạn đã thực hiện đúng chức trách nhiệm à, nhiệm vụ chức À, thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc điều trị người bệnh à, và phải đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật nhưng vẫn xảy ra tai biến y khoa đó thì các bạn chú ý cái chữ và phải bôi đỏ lên à, để các bạn thấy là phải hai cái động tác này hai điều kiện này thỏa mãn à, trường hợp à, thể hiện tại điểm B trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện thiết bị y tế thuốc thiếu người hành nghề mà không thể khắc phục được à, hay là à, trường hợp bệnh chưa có hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật để thực hiện à, dẫn đến xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh thì đối với điểm B các bạn thấy rõ rồi đối với điểm C thì trường hợp bất khả kháng trở ngại khách quan hoặc à, chúng ta lại chú ý cái từ hoặc hoặc lý do khách quan khác dẫn đến xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh À, điểm D trường hợp tai biến ni khoa do người bệnh tự gây ra thì các trường hợp này thuộc khoản 2 thì xếp vào không có sai sót chuyên môn kỹ thuật à, các bạn đã nạp dữ liệu vào box các bạn rồi đấy là chúng ta đã có dữ liệu rồi thì bây giờ chúng ta à, giải quyết câu hỏi à, tình huống đặt ra là ở đây là tình huống đặt ra là À Điểm A, phương án A vi phạm quy định chuyên môn kỹ thuật thì đúng như điều 100 rồi. À, phương án B là vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật hoặc vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc điều trị người bệnh. Thì ở đây có cả chữ hoặc rồi. Phương án D, vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc điều trị. Như vậy phương án B là đầy đủ hơn phương án A và phương án D. À, đây là bao trùm cả phương án. A và trộm phương án D Cho nên à, Chúng ta thấy rằng A, B, D Đều là các phương án Không có sai sót à, Trong chuyên môn kỹ thuật Suy ra phương án còn lại Cấp cứu nhưng do thiếu Phương tiện, thiết bị y tế, thuốc à, Thiếu sót, thiếu người hành nghề Mà không thể khắc phục được Đây là nội dung phương án ngoại trừ Tức là Hội đồng chuyên môn À, xác định người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật thì loại trừ cái phương án C à, tôi đang trình bày với các bạn ở đây là phương pháp học là như vậy này các câu còn lại các bạn học hoàn toàn tương tự à, trên địa bàn đó thì các bạn chú ý như vậy à, tương tự như thế thì hay là ví dụ như các câu thôi, các bạn đọc này à, cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ của ba cấp chuyên môn à, kỹ thuật thì được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật nào? Thì phương án A là cấp uh, hai cấp này, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, phương án B là cấp chuyên sâu, phương án C là ba cấp uh, ban đầu, cơ bản, chuyên sâu, phương án D cấp ban đầu. Như vậy theo điều 104 của luật khám chữa bệnh 2023, bệnh viện uh, cơ sở khám chữa bệnh thực hiện được cả ba cấp chuyên môn thì uh, bệnh viện đó được xếp vào cấp chuyên môn À, cấp cao nhất, cấp chuyên sâu. À, à, như vậy trên cơ sở đó các bạn sẽ tư duy như vậy là cứ cái anh làm được hai cấp thì cái cấp cao nhất, à, anh làm được ba cấp thì cái cấp cao nhất đó à, thì đó là các bạn tư duy được ngay các bạn giải quyết được câu hỏi tiếp theo. À, cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ đối với cấp ban đầu và cấp cơ bản thì được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật nào? bạn đọc xong câu hỏi bạn phản ứng được ngay như vậy cấp cơ bản và cấp ban đầu thì cái cơ bản là cao hơn thì phải xếp của người ta vào cơ bản là cái nguyên tắc là như thế là cứ cái cao hơn đó cho nên các bạn thấy phương án A là cấp ban đầu bị loại trừ phương án B ba cấp à, cũng bị loại trừ vì nó không thực hiện được cấp chuyên sâu phương án C cấp cơ bản à, phương án D cấp ban đầu và cấp cơ bản thì ở đây các bạn phải chọn cấp cơ bản như vậy được xếp vào chuyên môn kỹ thuật cấp cơ bản đó, các bạn có năng lực tư duy rất tốt thì giới thiệu với các bạn cái phương pháp học Theo cái hiểu nội dung và phương pháp tư duy à, các bạn muốn học lại cái mục này thì các bạn kích chuột được mục một la mã này thì nó quay lui đó các bạn muốn kết thúc phiên làm việc với phần mềm thì các bạn làm thế nào các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người nhấn nút trái sau các bạn chọn cái chữ thoát là các bạn thoát ra khỏi phần mềm rồi các bạn shut đau in các bạn tắt nguồn điện máy tính để phòng chống cháy nổ à, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm trang viên để các bạn học kiến thức nền à, bây giờ tôi sẽ giải thích với các bạn cái phương pháp tư duy nhanh à, để giải quyết các câu hỏi tình huống của hội thi đưa ra à, thông qua cái file câu hỏi trách nhiệm à, các bạn đã tải về máy tính. Thí dụ như các bạn sẽ tải được cái file à 118 câu lọc từ 500 câu. Đó. Thì các bạn mở cái file này lên thì các bạn sẽ sẽ bắt đầu là à sẽ bắt đầu là các bạn ôn tập. Thì cái cái phương án đúng là có chữ màu đỏ. Đó. Thì đây là các đây là một cái file tách ra À, được lọc từ 500 câu hỏi à, Của hội thi lần thứ nhất Đó. Các bạn sẽ à, Tôi sẽ minh họa cho các bạn làm thế nào Để các bạn tư duy tình huống được nhanh à, Thông qua một vài câu hỏi Đó. Thì Để các bạn nắm à, Thí dụ như là Các bạn à, giải quyết được Các cái các, à, câu hỏi Là thí dụ như câu Như cái câu này Câu số 13 này à, Nếu như tình huống đặt ra Nó xuất hiện trên màn hình Các bạn ngồi ở phía dưới để các bạn chọn à, câu hỏi là bệnh nào sau đây không thuộc nhóm được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch à, xin giấy chuyển tuyến một lần trong năm thì các bạn phản ứng được nhanh là cái chữ không này, không thuộc nhóm thì trong đầu các bạn phải tìm ra là ba phương án thuộc nhóm thì trừ ba cái phương án thuộc nhóm ra thì một phương án còn lại là không thuộc nhóm à, đây là học tập ở nhà đấy còn khi thi thì các bạn phải phản ứng nhanh tìm ra một cái không thuộc nhóm ngay à, khi học ở nhà các bạn học bài bản thì khi học ở nhà các bạn sẽ thấy là cái danh mục 62 bệnh chỉ cần xin giấy chuyển tuyến một lần trong năm à, các bạn tra vào đây thí dụ như các bạn tra cái bảng này thì các bạn thấy có cái đái tháo đường này rồi uh, suy tuyến giáp này đó là các bạn thấy các bạn tra vào đây thì các bạn học ở nhà các bạn thấy đây đái tháo đường là là thuộc nhóm này suy tuyến giáp thuộc nhóm này đó à, suy tim này thuộc nhóm này rồi tăng huyết áp khó biến chứng này à, suy tim này tăng huyết áp có biến chứng là thuộc cái nhóm đó khi các bạn học ở nhà này là các bạn sẽ tra vào để các bạn nắm được à, phải có trong óc các bạn phải có thông tin thì các bạn mới tư duy được chứ như vậy trong óc các bạn đã tư duy được là có ba phương án thuộc nhóm nhưng câu này để giải quyết tình huống nhanh phản ứng nhanh thì các bạn phát hiện ra cái đai, đai thao đường là thuộc nhóm rồi cái suy tuyến giáp thuộc nhóm rồi nhưng cái tăng huyết áp nó thiếu đi một cái cụm từ là tăng huyết áp có biến chứng rồi phương án C suy tim thì ở đây lại có thêm cụm từ là suy tim độ 3, 4 do các nguyên nhân khác. Như vậy các bạn sẽ phân vân A, B và C thôi các bạn phân vân B và C thì các bạn phải tư duy nhanh B hay C đây thì các bạn trong óc các bạn thấy là cái phương án B nó nó gần với cái bảng hơn à, phương án C đó. nó gần với cái cái bảng trong 62 7 chỉ cần xin chuyển tuyến một lần trong năm vì vậy các bạn chọn phương án C chính là không thuộc nhóm đó mặc dù là sao các bạn thấy là phương án C là tăng huyết áp nhưng mà tăng huyết áp à, có biến chứng cái. Đó. Thì ở đây chỉ viết chung chung thôi. Phương án B trong cái bảng là suy tim, còn không nói cái đoạn sau. Cho nên các bạn thấy rằng là giữa cái suy tim độ 3 4 rồi suy tim không có độ thì chúng ta thấy tăng huyết áp là trả lời câu hỏi này là đúng hơn cả. Các bạn phân vân giữa B và C thì trong óc các bạn phản ứng nhanh thì các bạn phải chọn C, đó. À, B, à, B gần thuộc nhóm hơn C, cho nên các bạn suy ra phương án C chính là phương án trả lời cho câu hỏi này. Các bạn phản ứng nhanh, đó cái phương pháp là như vậy nè. À, rất nhiều câu hỏi trong 500 câu à, sẽ có hai phương án, nó cứ năn ná, nó, nó 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 gần gần như nhau, anh này hơn anh kia một chút để các bạn phản ứng, à, các bạn lưu ý như vậy nè. Hội thi mà thi ăn nhau cái độ phản ứng nhanh trong chỉ cần 50 50 trong hai phương án thôi trong bốn phương án thì chỉ hai phương án loại trừ được ngay còn hai phương án còn lại thì các bạn phải phân vân thì trong cái phân vân đó các bạn phản, phản ứng nhanh phương án nào đây à, thì cung cấp thêm thông tin tôi sẽ minh họa tiếp để các bạn phản ứng nhanh đó. ví dụ như các cái câu tiếp theo ở trong cái tình huống là 100 câu khó, khó trong tình huống thì cái trong câu khó này trong tình huống thì nội dung câu hỏi rất dài đó các bạn cũng phải đọc rất nhanh một phút một câu mà cho nên các bạn phải đọc rất nhanh để các bạn tư duy thí dụ câu này à, là 324 trong 500 câu đây à, các bạn đọc này à, xuất hiện câu hỏi trên màn hình sau đó xuất hiện bốn phương án như vậy giả à, dạ thiết là là cho trong nội dung câu hỏi mà à, người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện truyền máu huyết học người bệnh trình ra hai cái thẻ bảo hiểm y tế thì cái số thẻ uh, bt thì chúng ta chỉ nhớ nhanh cái chữ đầu thôi còn các con số này các bạn không cần nhớ và thẻ gg đó cả hai thẻ đều còn hạn sử dụng đó thì chúng ta thấy là cái giả thiết còn hạn sử dụng này người bệnh có đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy chuyển tuyến hợp lệ tức là cái giả thiết này là để chứng minh rằng là hai cái thẻ này đều có đăng quản giá trị. Biết rằng thẻ BT có mức quyền lợi 100%, thẻ GG có mức quyền lợi 80%. Thế đến đây các bạn phản ứng được ngay. Ô, thì cứ theo cái nguyên tắc là cái thẻ nào à, đóng có quyền lợi cao nhất thì được hưởng cao nhất. Đó, đến đây các bạn tư duy được ngay, chưa cần đọc hết câu. Đến đây các bạn đã thấy rằng là cái giả thiết BT và GG thì cứ cái trăm phần trăm là được hưởng thôi thì các bạn tư duy được ngay các bạn phản ứng các bạn lật chọn các bạn cũng không cần đọc cả a b c d làm gì nữa mà khi học ở nhà thì mới cần soi kỹ cả bốn phương án a b c còn hội thi diễn ra mà xuất hiện câu hỏi này các bạn thấy cái chữ bt là trăm phần trăm thì các bạn chọn ngay phương án b là giải quyết bảo hiểm y tế với mức hưởng trăm phần trăm theo mức quyền lợi của thị bt đó các bạn phản ứng được ngay thì các bạn bấm các bạn chọn B luôn đó, phản ứng nhanh này đọc giả thiết rất dài thì bây giờ phản ứng nhanh đó thì về trong óc các bạn các bạn suy luận này đối với ngành nhi các bạn tư duy rất tốt rồi được hưởng bảo hiểm mức cao nhất à, khi đối tượng có nhiều mức bảo hiểm y tế đó đây là cái nguyên tắc các bạn bám vào cái nguyên tắc này các bạn chỉ ngay được phương án B còn khi học ở nhà các bạn soi kỹ từng phương án nhá còn tham gia hội thi thì không không cần phải xuất kỹ mà phải phản ứng ngay khi kỳ thi chính thức diễn ra thì ông nhắc lại cho các bạn là kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn phản ứng nhanh thì các bạn mới có thể là bạn này hơn bạn kia ở chỗ này đây đấy à, nó gọi là phải vượt mình có kiến thức nền rồi mình nắm được nguyên tắc rồi vì vậy đến đây các bạn cần thấy là các bạn phải có kiến thức nền thật vững thì các bạn tư duy mới nhanh được chứ còn không thể học thuộc được phải không các bạn đó các bạn có kiến thức nền rồi đến đây các bạn nắm được nguyên tắc rồi cái thẻ nào à, mức quyền lợi cao nhất tôi hưởng cái mức đó đó thì các bạn chọn được ngay thôi à, minh họa thêm một số câu nữa để các bạn nhé thí dụ câu tiếp theo đây này à, rất dài rồi câu này mà các bạn đọc các bạn thấy không có phản ứng nhanh ở nhà thì các bạn soi cho kỹ nhưng mà à, kỳ thi chính thức diễn ra hội thi ấy, thì các bạn phải nhanh à, trường hợp à, một người sinh năm 2018 À, các bạn nghĩ là các đây là cái sinh năm 2018. Và các bạn phải chú ý ngay sinh năm 2018 thì các bạn thấy là à năm 2024 các bạn tham gia thi thì là, là 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 mới 6 tuổi này. Đó. Nhưng mà các bạn đọc tiếp này, được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện truyền máu huyết học nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Nhưng đến đây các bạn thấy có chỉ cấp cứu rồi các bạn áp ngay vào các phương án A, B, C, D Cho nào có chữ cấp cứu là các bạn chọn đó giải quyết bảo hiểm y tế đúng tuyến theo chế độ cấp cứu và ở đây cho năm sinh 2018 thì không cho tháng sinh cho nên đến năm 2024 thì cứ năm trừ năm thì nó ra 6 tuổi rồi mà dưới 6 tuổi thì là trẻ em từ 6 tuổi trở lên thì là à, là khác rồi đó cho nên không cho giả thiết năm à, ngày tháng mà chỉ cho năm sinh thì các bạn cũng chưa cần phải để ý đến 6 tuổi, mà để ý ngay chỉ cấp cứu, rồi các bạn phản ứng ngay, giải quyết bảo hiểm đúng tuyến theo chế độ cấp cứu. Đó, thì các bạn phản ứng nhanh này. à, Giới thiệu với các bạn như vậy là, à, kỳ thi chính thức diễn ra, là các bạn phải phản ứng nhanh. Thí dụ đến đây các bạn bắt đầu tư duy này, tình huống này, những đối tượng sau đây được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Đó, thì các bạn thấy A à, rất dài này người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập à, thuộc diện hộ nghèo đa chiều vân vân thế rồi trẻ em dưới 6 tuổi này người đã hiến à, bộ phận cơ thể này thì cái chữ hỗ trợ này các bạn tư duy được ngay chính học sinh sinh viên Đó, phản ứng nhanh này còn học ở nhà thì các bạn thấy là a c và d đều được ngân sách nhà nước đóng hoàn toàn mức bảo hiểm à, y tế cho nên chỉ có phương án b thôi Thế phương án B là không được nhà nước đóng, không được ngân sách nhà nước đóng hoàn, hoàn toàn mức bảo hiểm y tế Cho nên học sinh, sinh viên là mức hỗ trợ Đó, các bạn tư duy khi học ở nhà này Còn ở đây kỳ thi chính thức diễn ra mà rơi câu này rất dài Nội dung câu hỏi thì ngắn thôi nhưng mà nội dung phương án A quá dài Thì các bạn chớp được ngay cái chữ hỗ trợ Thì các bạn chọn B, học sinh, sinh viên Đó, thì giới thiệu với các bạn như vậy À, để các bạn à, sẽ thấy là cái phản ứng đây này nội dung tình huống đưa ra rất dài này thì làm sao để các bạn à, có thể vượt qua bằng à, được cái 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 thi thì các bạn phải phản ứng nhanh thôi các bạn phải phân phản ứng nhanh thí dụ tôi sẽ minh họa tiếp một câu nữa để các bạn thấy mình phản ứng nhanh này tư duy nhanh này à, trường hợp người bệnh sinh năm 2018 mà các bạn thi năm 2024 thì đương nhiên là à, chúng ta thấy là hiện tại là 6 tuổi có thể bảo hiểm y tế nơi đăng ký khám cho bệnh ban đầu quận 5 khi đến khám bệnh tại à, bệnh viện quận 10 người bệnh cần có những giấy tờ gì để được hưởng bảo hiểm y tế theo mức quyền lợi đúng tuyến biết rằng bệnh viện à, quận 5 và bệnh viện quận 10 đều là bệnh viện tuyến huyện đó thì cái các giả thiết các bạn đọc thì các bạn chỉ cần là nắm được cái giả thiết chính thôi chứ còn không cần nhớ kỹ như thế này thì các bạn phản ứng này, khi học ở nhà thì các bạn tư duy này. Như vậy các bạn tư duy là sinh năm 2018 thì là năm trừ 5 là đến năm 24 thì tình huống này không cho ngày tháng năm sinh à như cái câu ở trên mà chỉ cho năm sinh 2018 đến 024 là 6 tuổi. Như vậy là dễ nhầm phương án B trẻ em dưới 6 tuổi. Thì phương án B là thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng. Như vậy là nếu là trẻ em dưới 6 tuổi thì trẻ thì à, bảo hiểm y tế còn hạn dùng là ok rồi thế thì 6 tuổi trở lên thì nếu các bạn chọn B đúng từ 6 tuổi trở lên thì phương án B này lại thiếu mất một cái nội dung đó là giấy tờ tùy thân của ảnh đó thì như vậy không thể chọn B được à còn phương án C giấy tờ tùy thân của ảnh thì thiếu cái 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 minh chứng là có tham gia bảo hiểm y tế thì như vậy là C là loại trừ đầu tiên thế còn B thì là phân vân là 2018 2024 là 6 tuổi à, nếu đúng 6 tuổi thì phương án B bị loại trừ Đó, vì nó thiếu mất minh chứng là giấy tờ thủy thân có ảnh vì vậy các bạn còn phản ứng phương án A và phương án D thì phương án D nó đầy đủ hơn phương án A à, là cái cụm từ giấy tờ thủy thân có ảnh vì thế các bạn phản ứng ngay chúng ta chọn d phương pháp tư duy này đối với ngành y các bạn tư duy rất tuyệt vời câu này là dễ bị bẫy ở trong cái tình huống có không đầy một phút Đó, thì giới thiệu với các bạn cái tình huống của hội thi đưa ra ôn tập trong lần thứ nhất nó 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 dài như thế đấy Đó, làm thế nào để các bạn phản ứng nhanh được để các bạn giải quyết thì thông qua à, thời lượng có có hạn thì giáo minh họa một số câu để các bạn phản ứng nhanh khi học ở nhà thì soi cho kỹ, còn thi phản ứng cho nhanh thì các bạn mới mới mới, mới đạt được ở cái mốc à, cao nhất. À, như vậy các bạn tôi đã giới thiệu với các bạn xong à, cái phương pháp phản ứng nhanh, à, tư duy nhanh để giải quyết câu hỏi tình huống câu hỏi thi đưa ra. À, các bạn có nhu cầu hãy kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại hiển thị trên màn hình để nhận được các video bài giảng. À, miễn phí, các bạn xem bài giảng miễn phí đó à, Các bạn ngành y có tư duy rất tốt Cho nên hy vọng các bạn chịu khó một chút Các bạn nên dành thời gian học kiến thức nền Đúng là ngành y rất bận, vô cùng bận luôn Nhưng bận mấy thì bận Chúng ta cũng nên à, có cập nhật kiến thức liên tục Để à, chúng ta à, công tác tốt hơn à, Chúc các bạn thành công